xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và em là Cường Kiên Thân, em là Cường Hàng Thùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục Hàng Thùng Tuyển, lên sóng vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh của em. Và thông báo với mọi người một thông tin nho nhỏ đấy ạ, là trưa mai chúng ta sẽ không có clip. Và bởi vì trưa mai chúng ta sẽ không có clip nên là tối nay chúng ta sẽ lên với 70 mã áo phông cổ bẻ. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần, chính vì thế và mã ngày hôm nay sẽ là mã C trùng với cả tên của em. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những cái con hàng cực kỳ VIP, cực kỳ xịn của Nike, Adidas, Puma, Gap, những con Tommy Hilfiger và Pro Rap Lauren với giá 199.000 trên một sản phẩm. Bao check chính hãng toàn quốc, bao ship toàn quốc và bao mở hàng ra kiểm tra. Ngày hôm nay em đã phải lọc ra trong ba cục áo gọi là phông cổ bẻ ở kiện Hàn và kiện Nhật để chúng ta ra được những sản phẩm mới nhất của ngày hôm nay. Và chủ nhật ngày hôm nay hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có thể có được sản phẩm cho riêng mình. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Cái Thần, Cường Hàng Thùng khám phá clip vào tối nay nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay với mã đầu tiên là mã C1. Đây, anh em có thể nhìn thấy đây là cả cái bộ quần áo New Era rất là đẹp. Hôm nào thì em sẽ kiểu gọi là mở những cái kiện bộ như thế này để lấy những cái con bộ về cho anh em. C1 chúng ta sẽ đến với Giordano và chúng ta sẽ đến ngay với một em Giordano màu bã trầu, rộng vai 48, dài 75 và độ rộng 54. Độ mới áo thì vẫn là như vậy, chất liệu là 100% cốt tông và chúng ta sẽ có một cái con áo màu bã trầu với form size 6572, cân nặng 60-68, form slim fit. Hôm nay em sẽ làm clip thật là chậm thôi, nhưng mà clip hôm nay sẽ rất dài đấy nhá, bởi vì nó nhiều mã. Đây, anh em sẽ không thể tin được hôm nay có cả Lacoste giá 199.000 luôn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con cực mới của thương hiệu H&M. Đây là một con áo với chất liệu cốt tông siêu mỏng. Và đây là cái chất liệu mát nhất trong số những cái chất liệu cốt tông mà mọi người có thể tìm thấy ở ngoài thị trường. Mỏng và lại còn làm dạng lưới nữa, rộng vai 50, dài 72 và độ rộng bụng 55. Con này thì nó thiên hướng thời trang nhiều, thế nên nó sẽ bo tay và phần bo hông ở phía bên dưới. Tuy nhiên rằng là với cái chất liệu vải cốt tông có dạng 4 chiều như này thì anh em mặc cái khoảng size nó rất là rộng, 1m60 đến 1m68 và cân nặng cũng là từ 60 đến 68. Nếu anh em mặc trên 70, tức là anh em cao trên 1m70 thì sẽ là mặc form body sát người cho H&M. Và đây là một con hàng 95% ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một em Gap cực kỳ đẹp, rộng vai 47, dài 70 và độ rộng 53. Đây là một em Gap với chất liệu cốt tông 100%. Hàng của Gap bán 199.000 và độ mới trên 95% như thế này thì không chốt bây giờ thì không thể nào mà chốt được trong thời gian sắp tới. Em nói thật, vào giữa mùa hàng cực kỳ ít nhá. Đây là những con hàng đầu mùa và đến bây giờ thì em mới bắt đầu em gọi là bung xả tất cả những sản phẩm ngon nhất của kênh nhà em lên cho mọi người săn. Và với cái mức giá rẻ nhất, 1m60, 1m68, cân nặng 60-65, form slim fit. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Ghost. Ở Việt Nam thì hay đọc con này là Wet, với logo dấu hỏi chấm được thêu ở đây. Chúng ta sẽ đến với mã C4 với chất liệu là 100% cốt tông, không một vết bẩn, size S, rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng 52. Bởi vì phần vai của nó khá là nhỏ, chính vì thế nên là 1m60 đến 1m65 và cân nặng là 60-65 nhé. Clip ngày hôm nay là clip vào buổi chủ nhật. Em sẽ làm clip cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ chậm cho tất cả mọi người có thể săn được. Tiếp tục, mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với một con NBA Chicago Bull. Con này hơn 2 triệu một con đấy ạ. Chia sẻ với mọi người luôn là cái con này là đợt trước em có về một con size to hơn con này, và em đã đấu giá được con đấy với giá 8,5 triệu. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái con với form size S, 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65. Một con NBA chính hãng Chicago Bull. Và chúng ta sẽ có chất liệu là 100% cốt tông với form size là form size S, 199.000, không có một lỗi nhỏ nào cả. Ok chưa ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Rap Lauren, rộng vai 55, dài 77 và độ rộng bụng là 61. Một con Rap Lauren màu vàng. Con này là 60-70kg và form là 6572, với chất liệu là cốt tông mềm. Và cái chất liệu cốt tông luxury này rất cao cấp nhé. Không phải tự nhiên mà chủ nhật em lại phải dồn hàng theo cái kiểu như thế này đâu. Đây là đều là những con hàng cực kỳ đẹp cho anh em săn. Bọn em đã lên rất nhiều áo phông cổ bẻ rồi, nhưng mà cứ lên một cái clip nào lại thiếu mã. Anh em biết tại sao không? Cái lượng khách hàng cực kỳ đông luôn. Và giá bây giờ đang quá ngon. C7 chúng ta sẽ đến với Rap Lauren màu xanh dương. Con này là big logo, xanh tím than, sorry anh em.
logo to và toàn bộ logo là logo thêu. Chúng ta sẽ có một con với chất liệu là 100% cốt tông với form size 1m60, 1m68, cân nặng 60-65, rộng vai 43, dài 72 và độ dâu bụng 50. Em nói sẽ hơi nhanh đấy, thế nên là mọi người có thể loát lại và chốt. Trưa mai chúng ta sẽ không có clip đúng nhá. Mã tiếp theo là mã C8, chúng ta sẽ đến một phối màu cực kỳ đẹp của Tommy Hilfiger. Con này là size 95, chính vì thế nên là 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65, chất liệu cotton luxury, 100% cotton và Tommy Hilfiger bán giá 199.000 bao ship. Độ mới áo là 98%. Thì chỉ có kênh em bán thôi, khẳng định với mọi người đấy. Mọi người có gì tìm tất cả các kênh đi. Tiếp. Mã tiếp theo là mã 9 Tommy Hilfiger với rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 50. Con này nếu anh em mặc form body là 65 đến 70 là chiều cao, cân nặng là 60-68. Còn nếu mà mặc form rộng thì từ 1m65 trở xuống, mặc giúp em. Chất liệu là cotton luxury tiếp. Cotton của bọn Tommy Hilfiger này với bọn Lacoste thì không có bên nào địch được đâu. Mã cột, mã kiếc ở trên tem đầy đủ này, tem mark đầy đủ và cúc kiếc còn rất ngon. Mã tiếp theo là C10, chúng ta sẽ đến một con Adidas với độ rộng vai 46, dài 72, độ rộng 52. Một em Adidas thể thao với form size 1m60 đến 1m70, 65 đến 70 mặc là đẹp nhất, chính hãng Hàn Quốc và chất thể thao Climacool thun lạnh, cân nặng 60-68. 199.000 bao ship, bao mở hàng ra kiểm tra. 11 chúng ta sẽ đến với, bỏ qua Adidas thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một con Nike thể thao. Nike và Adidas với độ mới như thế này. Đây anh em nhìn kỹ giúp em. 65-72 cân nặng 60-70 này. Sờ mút còn nguyên, chất liệu là chất liệu thể thao thoáng khí. Không ai bán với giá 199.000 đâu anh em. Nhà em bây giờ em đang đẩy số lượng cực kỳ lớn ra ngoài thị trường nhé. Rộng vai 46, dài khoảng 80 và độ rộng bụng là 58. Con này 65-72 cân nặng 60-70 và là form chuẩn đấy. Tiếp tục là mã C12, rộng vai 50, dài 81 và độ rộng bụng là 54. Một con Adidas Climaline với phối màu rất là đẹp, thiết kế rất trẻ. Con này thì ai mà thích yêu thích sự trẻ trung thì mới nên chọn nhá. Đây là một con Adidas chính hãng. Con này cũng 65-72 cân nặng 60-70 thôi. Form vai của con này là form vai nhỏ. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ mặc theo kiểu form của size M chuẩn. Adidas Original, chính hãng, tem mác QR đọc được từng chữ một. Nhấn mạnh với mọi người hôm nay là chủ nhật. Và cứ chủ nhật hàng tuần là em sẽ cho những con hàng cực đỉnh lên. Bởi vì là ngày hôm đấy sẽ là ngày mà rất nhiều người xem. 13, Nike cotton, rộng vai 43, dài 75 và độ rộng 44. 1m60, 1m65, à 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Mặc giúp em con này nhé. Đây là một mã Nike mà kể cả là em bán 550 cũng sẽ bay. Bởi vì lý do rất đơn giản, nó quá là đẹp và quá là rẻ so với cái mức giá này. Cô tầm. Mã tiếp theo là mã 14, chúng ta sẽ đến với Adidas Made in Indian. Con này là sản xuất tại Ấn Độ. Rộng vai 50, dài 76 và độ rộng bụng là 62, 65 đến 72kg. Và cân nặng, à chiều cao là 65 đến 72 và cân nặng là 60 đến 70. Đó, chúng ta sẽ đến với size 100 của Adidas. Tem đẹp chưa? Quá dã man rồi. Tiếp. Nike thể thao với mã 15, chúng ta sẽ đến một con Nike Dry Fit. Rộng vai 41, dài 75 và độ rộng bụng 51, một con Nike màu trắng. Sờ mút màu đen. 65-72 cân nặng 60-68 ạ. Mọi người có khoảng size đấy mặc giúp em nhé, chứ còn hàng thì hàng chủ nhật mà. Siêu đỉnh luôn. Tháng sau thì mùng 5 tháng 5 em sẽ lại tiếp tục lên một cái kiện như này. Một kiện này cực kỳ là hiếm hàng. Đan lốp với mã 16, rộng vai 46, dài 72 và độ rộng bụng là 50. Một con đan lốp nồi đồng cối đá với độ mới 98%. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68. Chất liệu này là chất liệu 60% cotton, 30% polyester và 10% là spandex. Cái tỷ lệ pha này nó sẽ giúp cái áo vừa giữ được cái độ thấm hút mồ hôi và vừa không phải là nhiều và rất là ngon, đỡ nhằn. Trưa mai chúng ta sẽ không có clip đâu nhá. Chúng ta sẽ săn hết vào cái clip của tối nay. Giúp em. Nhà em lên clip thì em lên ít hơn tất cả các kênh, nhưng mà em lên số lượng sản phẩm rất lớn trên một clip. 17 chúng ta sẽ đến với Aniquilo với khóa IKK mã 17. 1m60, con này thậm chí em còn chưa đo đâu, hàng mới về. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65.
Con này là form size 95, anh em mặc thoải mái giúp em nha. Anh em nhìn này, em sẽ cho mọi người xem gần nhá. Độ mới áo cực kỳ cao luôn. Con nào nó ra con đấy luôn ạ. Aniquilo, hàng Nhật. Mọi người phải biết là không phải tự nhiên mà em nói rằng là cái kiện này nó đẹp đến mức độ đấy đâu. Đây, bộ này ở trong kiện đấy đấy. Tiếp tục ạ, 18 chúng ta sẽ đến với cây Sweet thể thao, rộng vai 44, dài 74 và độ rộng bụng 5-18. Một con hàng thể thao của cây Sweet với form size 65-72, cân nặng 60-70. Chất liệu thể thao co giãn 4 chiều, không một vết bẩn và không một cái lỗi nào trên áo. Nhà em bao mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nhá. Anh em lưu ý giúp em. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến một con màu hồng của Fila. Con này thì dành cho tất cả nha anh em nào mà đánh gôn, yêu thích thời trang theo kiểu theo kiểu kiểu hiện đại, xịn sò. Đây, rộng vai 42, dài 64, độ rộng 50, size S, dưới 1m65 và dưới 65kg mặc giúp em. Còn hàng thì thôi, chấm hết về độ mới. Cứ nhìn cái tem là biết này, 199.000 bao ship nhá. Mã tiếp theo là mã 20, chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Rộng vai 42, dài 74, độ rộng 49, 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 nè. Hàng của Tommy nhưng mà là form mặc đi làm, chính vì thế nên là slim fit thôi. Nó chất liệu cốt tông 100%. Và cốt tông, nhấn mạnh lại một lần nữa, cốt tông của Lacoste với cốt tông của Tommy Hilfiger cực sướng luôn, mặc cực kỳ sướng, mát. 21, chúng ta sẽ đến với Gap. Rộng vai 45, dài 80 và độ rộng bụng 47. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68. Đây là một cái con mà form dài là form dài của size M, nhưng form cân nặng lại là form của body. Chính vì thế nên là anh em mặc đúng chuẩn giúp em. Trên tem nó ghi 100% cốt tông này. Không biết anh em có đọc được không, 100% cốt tông. Con này để em xem cái tem cốt này, đến cả cái tem nhỏ này là cái tem cốt của nó vẫn còn nguyên luôn. Mã cốt con này sản xuất năm 2022 luôn này. Dã man. Mới. Tiếp tục, Crocodile với mã 22, chúng ta sẽ quay trở lại với cá sấu của châu Á. Tất cả những con hàng này nếu đều xứng đáng hơn cái giá mà em đang bán nhá. Nhấn mạnh với mọi người, 65 đến 70 là chiều cao, cân nặng là 60 đến 68. Rộng vai 47, dài 71 và độ rộng 53. Chất liệu là cốt tông thoáng khí, cực kỳ mềm, mỏng, thấm hút mồ hôi rất tốt. Và quan trọng nhất, nhấn mạnh lại, hàng chính hãng. Và quan trọng thứ hai, kênh duy nhất ở Việt Nam làm về high end có trên 100.000 người theo dõi. Mã 23 chúng ta sẽ đến với cây Sweet. Em cứ phải nhắc đi nhắc lại bởi vì là không phải tự nhiên nó như thế. Rộng vai 46, dài 73 và độ rộng 51, hàng của cây Sweet. 65-72, cân nặng 60 đến 68 ạ. Rộng vai 46, dài 73 và độ rộng 51. 60% cốt tông, 40% polyester. Con này không có pha spandex nữa nhá. Cái chất này thì nó không nóng một tí nào luôn. Tiếp. Mã tiếp theo, Puma với mã 24, C24, rộng vai 45, dài 67 và độ rộng 52. Một con Puma với độ mới là 98%, 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Màu hồng nhạt và logo màu trắng. Đây là kiện đẹp nhất của tháng 4. Đây là kiện đẹp nhất của tháng 4, nhấn mạnh lại với mọi người. Tiếp ạ. 25, Tommy Hilfiger. Con này thì form size của nó là form size 105, chất liệu là 100% cốt tông và là cốt tông luxury. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Con này form to ngang, form con này là to rộng, khoảng rộng bụng của nó khoảng 54 đến 56 ấy, tầm đấy. Đây anh em bụng to mặc giúp em nhé. Còn chiều cao vẫn là của size M. Tiếp tục. Đây, Lacoste. Một em Lacoste với mã 26. Đầu tiên, đây là một con size 4. Thứ hai, logo rất đẹp. Thứ ba, thiết kế cổ và tay rất ngon. 1m65 trở xuống và cân nặng dưới 65, con này size S. Một con áo với giá mua mới khoảng gần 3 triệu. Và em đang bán một con với độ mới 95% với giá 199.000. Cốt tông của Lacoste. Tiếp tục, Lacoste với mã 27. Con này thì là size 110 và đây là Lacoste của Hàn. Anh em nhìn này, Chemi Lacoste, tem Hàn, chất liệu cốt tông cao cấp,
6572 cân, nặng 60-68 ạ. Logo chính hãng, nhìn lúc nào cũng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ nhấn mạnh lại với nhau thêm một lần nữa, đây là những con hàng VIP nhất của tháng 4. Tiếp tục 28, Tommy Hilfiger. Rộng vai 46, dài 68 và độ rộng bụng là 50. 1m60 đến 1m68 và cân nặng 60-65, form body màu rêu. Anh em đã có đủ bộ sưu tập của Tommy Hilfiger chưa? Đây là một trong số những màu rất khó kiếm của Tommy. Em chia sẻ thật với mọi người luôn, hàng nó cực kỳ đẹp luôn, không có gì để chê cả. Mã tiếp theo là Fila với mã C29, rộng vai 41, dài 65 và độ rộng bụng là 44. Chúng ta sẽ đến với Fila thể thao với form size là 1m65 trở xuống và cân nặng dưới 65kg hoặc nhỏ hơn. Đây là chất thể thao thoáng khí và chúng ta sẽ có những cái con hàng. Chúng ta sẽ có một con hàng với thiết kế dạng tổ ong. Nếu anh em zoom cái chụp ảnh và zoom cái vải lên, anh em sẽ thấy thiết kế của nó thiết kế tổ ong, cực kỳ thoáng khí và nó là chất thể thao của Fila. 30, chúng ta sẽ đến với The North Face. Rộng vai 42, dài 75 và độ rộng bụng là 48. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65 hoặc nhỏ hơn mặc giúp em. Con này là mã 30. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi nhá. Và như mọi người có thể nhìn thấy, từ đầu clip đến bây giờ 100% là hàng thương hiệu lớn. Và đoạn đuôi sau của nó cũng sẽ là như vậy đấy. Tem mác cũng kêu đầy đủ. Tiếp, 300 đô đấy. Tiếp tục 31, chúng ta sẽ đến với Columbia. Rộng vai 49, dài 77 và độ rộng bụng là 54. Chúng ta sẽ có ngay một em size M chuẩn, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Với những cái kiện hàng mà nó VIP mà nó giá nó rẻ như thế này, em chia sẻ mọi người em rất tự tin khi mà em nói chuyện, bởi vì em biết cái giá trị của tất cả những cái kiện hàng này như nào. Quá đẹp luôn. Con này bị xước một tí ở đằng sau như thế này. Mã này để tặng nha. Em nói thật với mọi người luôn là đối với cả kiện đếm ấy, chỉ cần có một cái lỗi duy nhất nhỏ nhỏ này là em sẽ mang áo để tặng. Con này mặc phải được 5 năm nữa. Mã tiếp theo là cây Sweet với mã 32, rộng vai 42, dài 67 và độ rộng bụng là 50. Đây là một em cây Sweet với chất liệu là cốt tông mềm, 1m65 trở xuống và cân nặng dưới 65 mặc giúp em. Hàng cây Sweet và tất cả hàng chính hãng, không có một cái lỗi nhỏ nào luôn ấy, ở trên con áo. Nhấn mạnh lại cho mọi người về cái kiện hàng này nhé. Để anh em bảo cái lỗ như đầu tăm thế kia em còn em đi tặng. Đây, mới đét. Tiếp, mã tiếp theo là C33. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của Ý và chúng ta sẽ đến với Kappa. Rộng vai 48, dài 64 và độ rộng bụng là 50. Một con Kappa nhưng mà con này là dòng gốp. Form con này sẽ là form body, bởi vì là anh em đánh gôn thì ít khi anh em mặc rộng thùng thình lắm. 1m65 trở xuống nhé. Và cân nặng dưới 65 mặc giúp em. Hàng Italia, chất thể thao. Đây, Kappa Gop. Đã là Kappa, nó đã kiểu thương hiệu lớn rồi, nó lại còn là dòng Gop, dòng dành riêng cho những người nhiều tiền. Đấy, tem chống hàng giả, dã man. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Puma với mã 34. Chúng ta sẽ đến với Puma với vải là vải polyester. Con này thì nó thuộc cái kiểu form mặc để đi làm. Rộng vai 44, dài 70, độ rộng 51. 1m60 đến 1m68 và cân nặng 60-65. Dòng gốp. Đây, Puma gốp này. Nó sẽ có một cái đường line ở đây được gọi là in 3D dập nổi ở đây. Mọi người có nhìn thấy chữ Puma gốp và nó còn nguyên nhé. Đây, anh em nhìn cả con áo giúp em. Con này 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 đấy. Còn độ mới hàng này mọi người nhìn kỹ giúp em. Đây là kiện đẹp nhất của tháng này đấy nhá. Tiếp ạ. Nike với mã 35, rộng vai 43, dài 73 và độ rộng bụng 54. Chúng ta sẽ đến với một con Nike Cotton, The Nike Polo. Anh em sơ giá giúp em. Cái bọn Nike này thì cái chất liệu cotton của bọn nó không được, cái màu của nó không được kiểu, nó không được kiểu giống bọn Uniqlo đâu. Cái màu cotton của Nike em đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi. Mặc thì rất sướng nhưng mà cái màu của Nike ấy, nó thường thường là nó sẽ cho mọi người có một cái cảm giác là nó kiểu màu nó bạc bạc nhé. Đây, chất cotton của nó thì rất ngon. 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65, hàng của Nike. Hàng của Nike với giá 199.000, bao ship. Tem đọc được từng chữ một như thế này thì mọi người phải hiểu là nó
Nó quá rẻ rồi. Tiếp ạ. Lê Cáp Sportage với size là size 110, chúng ta sẽ đến với mã 36. Màu con này là màu xanh. Xanh này là xanh gì? Là cây nhạt à. Rộng vai 50, dài 77 và độ rộng bụng là 54. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Hàng của Lê Cáp và không một vết bẩn. Không một vết bẩn, nhấn mạnh lại nhá. Kiện này bán 350, em thề với anh em luôn, bán còn được hết ấy, đừng nói là bán 300 nghìn. Ai là bán 200 nghìn. 37 US Polo Assassin. Thương hiệu này ra đời vào năm 1890. Và đây cũng là một trong số những thương hiệu làm polo cực kỳ nổi tiếng. Nhấn mạnh lại nha, chất liệu cốt tông mềm, rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 57. 65, 72, cân nặng 60-70 với mã là mã C37. Ui, nói từ nãy đến giờ mà mới được đến mã 37 á. Cúc đi kèm là cúc kim loại và in logo nhá. 38 ạ. C38 chúng ta sẽ quay trở lại với Lacoste, rộng vai 45, dài 75 và độ rộng 54. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68. Màu xám đậm nhá. Lacoste chính hãng đấy. Đẹp nhỉ. Đẹp như thế này, mới như thế này bán có 199.000. Đây, tem mác đầy đủ luôn. Con này có cả mã vạch nhá. Chúng ta sẽ có một cái con với chất liệu cốt tông cực kỳ cao cấp với size là size 3. Tiếp. Size Lacoste thì nó là size số. 39 Aniquilo mới đét đèn đẹt, rộng vai 49, dài 76 và độ rộng bụng là 60. Mới chưa? Ôi, con này trong store nhà con này như thế luôn ấy, mới lắm. 65-70, cân nặng 60-68, mới lắm. Thực sự luôn là con Aniquilo này nó cho em có một cái cảm giác đấy là nó chưa mặc một tí nào luôn ấy. Đây. Tem nó cũng mới luôn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con cũng mới đét. Và cái màu này là màu rất nịnh da nhá. Tức là mặc vào nhìn sang trọng hẳn luôn ấy. 40 Aniquilo, anh em nhìn này. Anh em nhìn độ mới áo giúp em là cái cổ này. Đây, cả con áo đây. 65-72, cân nặng 60-70, con này mới lắm. Mấy con Aniquilo thì ở trong kiện em nói thật với anh em luôn là cứ phải mới nhất thì em mới lấy. Bao check chính hãng toàn quốc nha. Mọi người nhìn kỹ hàng tụi em, hàng cực đẹp luôn. Tiếp ạ. C41, rộng vai 42, dài 74, độ rộng 52, một con ráp đầu đền màu trắng. 65-72, cân nặng 60-70. Chất này là chất cốt tông mềm. Chia sẻ với mọi người luôn là cái chất cốt tông mềm ở trên ráp ấy thì nó rất ít khi có nhá. Cái dạng cốt tông giống bọn Aniquilo thì có nhiều, nhưng mà cái kiểu cốt tông mềm nhũn như này trên ráp rồi em ít khi em cầm được. Và con này màu trắng tinh nhá. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã C42, một em Giordano 95%. Nhìn cái tem nó biết mới đúng không? Rộng vai 48, dài 77 và độ rộng bụng là 57. Một con ráp à một con Giordano màu đen xỉ. 65-72, cân nặng 60-68 ạ. Hàng nó như thế này thì em nói thật với anh em nó lại cháy tiếp. Đây. Với cả là mọi người mặc chính hãng quen rồi ấy, thì em chẳng khẳng định với mọi người luôn là mọi người không thể mặc lại được, hàng fake được mà. 43 Tommy Hilfiger. Con này màu xanh neon nhá. Anh em mà sưu tập Tommy Hilfiger thì anh em có thể sưu tập tất cả các màu nếu mà vào kênh của em. Hàng này của nhà em thì em chia sẻ với mọi người luôn là Tommy em cầm chắc phải đến 300 con ấy. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65 ạ. Hoặc là 68 về cân nặng nếu mà anh em muốn mặc form kiểu sát người body. Cốt tông mềm, cực kỳ cao cấp. Mã tiếp theo, Aniquilo, rộng vai 48, dài 75, độ rộng 61, con này màu vàng, mới 98%. Em đã bảo nó mới 98% thì mọi người phải biết nó mới như nào nhé. 65-72, cân nặng 60-70 ạ. Cốt tông của bọn Aniquilo này thì nó hơi dày nhá, hơi dày so với cả các nhãn hàng khác. Nhưng mà được một cái là nó rất bền và nó rất thực dụng. Tiếp. 45 Polo Ralph Lauren, rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng 52. Đây là một con Ralph Lauren Big Logo. Và con này nếu anh em phải mua mới thì anh em sẽ phải bỏ ra 3.380.000. Nó sẽ có dòng cốt ở phía bên dưới cộng với cả thương hiệu ấy, thì anh em tìm được giá ngay ấy mà. Đấy mà còn chưa tính chi phí nếu anh em mua ở bên nước ngoài về và nó gửi về Việt Nam ấy nhá. Chất liệu cô tông 100% ạ, cực đẹp luôn. Tiếp. Nike Tiger Woods, cốt tông mềm, rộng vai 50, dài 73 và độ rộng 55. Đây là một con Nike Gop
Bã trầu 6572 cân nặng 60-68. Này anh em nhìn này, nó xịn chưa? Logo y như từng con cúc luôn nhá. Quá kinh khủng luôn. Và cái chất của đánh dòng đánh gôn này thì này anh em nhìn tem. Đấy, hàng tuyển nó phải thế này chứ. Tiếp ạ. 47 Pro Rap Lauren Big logo rộng vai 46 dài 69 độ rộng 56 cô tầng 100% màu xanh tím than. Big logo hàng logo to. 1m60 1m68 cân nặng 60-65. Em nói thật mấy anh em là con này bọn em bán buôn mà em còn bán được giá đấy, đừng nói là bán lẻ như thế này. Nhưng con này mua mới cực kỳ đắt luôn nhá. 48 chúng ta sẽ đến với Fila cốt tông rộng vai 41 dài 66-67 và độ rộng bụng là 41. Fila chính hãng đấy, 1m60 1m65 và cân nặng dưới 65 mà giúp em. Còn cái hàng này anh em không phải nghĩ đâu, nói thật. Riêng cái kiện mà em đã bảo là nó là kiện luxury ấy, chả bao giờ phải nghĩ luôn. Con nào ra con đấy luôn. Mã tiếp theo là Puma với mã 49, rộng vai 49 dài 72 độ bụng rộng bụng 56. Puma thể thao có dãn 4 chiều. 1m60 1m68 cân nặng 60-65. Không có một lỗi nào cả. Thì lấy cái gì ra để mà check anh em. Con này nếu anh em muốn mặc form body thì 68kg trở xuống nhá. Mới trên 95 luôn đấy. Tommy Hilfiger với mã 50, chúng ta sẽ đến với một con Tommy mà cái độ mới của nó thì đây, hàng của Tommy. Chúng ta sẽ nhìn cái độ mới này. Một chút. 6572 cân nặng 60-70. Ôi ôi. Phải nói thật với mọi người luôn là chia sẻ với mọi người như thế này. Đây là những con hàng mà gần như là trong store nó như nào thì ở ngoài như thế, không một vết bẩn luôn nên mới kinh. Tiếp ạ. Columbia còn nguyên tác giá với mã 51, rộng vai 44 dài 70 và độ rộng bụng là 53. Con này 1m60 1m68 cân nặng 60-65 thôi nhá, hàng Columbia. Hàng này toàn 200-300 đô thôi, thế nên là anh em nhanh tay giúp em nhé. Anh em có muốn mua cái bộ quần áo mà em đang mặc không? Bộ này cũng đẹp phết nhỉ. Tiếp ạ, 52. Pro Radon rộng vai 48 dài 74 và độ rộng bụng 48. Hồng đất nhá. 1m65 1m70 và cân nặng là 60-68. Lại tiếp tục là một con không một vết bẩn nào cả. Dã man không? Con này tem nó hơi mờ nhá. Đây em bảo này, em bảo chơi này cho nó ấy này, anh em nào không ngại cái việc tem nó mờ, 99.000, 52. Em lên clip là em bán để bán được hết nhá, chứ em không lên clip để cho người ta phải phân vân đâu. 53 Pro Radon. Em lên là để em bán được hết đấy. Đây, đẹp chưa? 1m65 1m70 và cân nặng là 60-68 nhá, hàng của Rap Lauren. Cái hàng Rap Lauren màu kiểu như thế này thì chốt nó dễ nhỉ. Thực sự để đưa ra quyết định là mua 199.000 cho một cái con hàng mua hơn 3 triệu một độ mới như này thì đúng rồi, dễ suy nghĩ cực kỳ luôn. 54 chúng ta sẽ đến với Polar Ham Luxury. Dòng gốp. Con này em chưa đo nhé, vừa về hàng vừa về chưa kịp đo đâu, có nhiều con em ghép chưa kịp đo đâu. 1m60 1m65 cân nặng dưới 65, cốt tông mềm, cứ đúng size đấy mặc giúp em. Bây giờ nhá, như thế này, ship đến anh em được quyền mở hàng ra kiểm tra hàng, sau đó là anh em được mặc thử, không vừa thì trả lại ship giúp em. 55 ạ, Pro Rapper size S tiếp. Con này made in Peru luôn này, nó tem mới đét. 1m65 trở xuống cân nặng dưới 65kg. Con này mấy anh như kiểu thôi em không nhắc tên nữa. Con này cốt tông luxury nhá. Đây. Đây. Mã cốt sản phẩm còn nguyên này. Mã năm mấy nhỉ? 55. 56 ạ, chúng ta sẽ đến với Rap Lauren. Con này màu xám. 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-68 nhá. Hàng của Rap nhá. Cái hàng này thì anh em cứ không phải cân nhắc. Chia sẻ thật luôn, áo nó rất là xịn. Cân nhắc làm gì. Cây Swift thể thao. Mới cả là nhìn cái tem, hoặc là nhìn cái thiết kế, rồi nhìn tất cả những cái liên quan đến logo các thứ ấy, của những con hàng chính hãng ấy. Nhìn phát là biết mà anh em chơi hàng hiệu luôn, em nhìn phát là biết. 6572 cân nặng 60-68 thôi nhá. Con này chất thể thao có dạng 4 chiều của cây Swift. Độ mới cực kỳ cao này. Chưa mai chúng ta sẽ không có clip đâu, bọn em đang phải lọc rất là nhiều thứ. 58 là con cuối cùng mà chúng ta sẽ đến với Decente chất thể thao.
Rộng vai 52, dài 70, độ rộng 55. Độ mới áo thì khỏi phải bàn nhé. Hàng của Decente. Tem ba chạc đấy. 6572, cân nặng 60-68. Bọn em đang phải tiếp tục gọi là xử lý sản phẩm và xử lý đơn, thế nên là em bây giờ em cũng không lên nhiều đâu. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với kênh YouTube của em, và em là Cường Kiên Thân. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối ngày mai, bởi vì trưa ngày mai chúng ta sẽ không có clip nhá. Bye bye và hẹn gặp lại.